Bình Bonsai Sai xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay đoàn câu lạc bộ sinh vật cảnh của xã Hoàn Long, anh em chúng tôi đến thăm triển lãm Lam Sơn sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa. Đây xe đang đỗ đến điểm đỗ đỗ xe này. Rồi, hôm nay đoàn anh em đang xuống này. Xin chào anh em nhá. Chào quý vị và các bạn. Đây là câu lạc bộ sinh vật cảnh thôn Hoàn Long, anh em chúng tôi đến thăm rồi. Rất đông, coi như là anh em đến thăm triển lãm sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa 2019 này. Đây có anh lớn tuổi nhất là anh Hiệp này. Đấy, đam mê nhất cây cảnh ở câu lạc bộ cây cảnh xã Hoàn Long này. Triển lãm lần này rất nhiều cây đẹp, hội tụ 36 tỉnh thành trên khắp cả nước đến hội tụ rất nhiều đồ phong thủy cây cảnh. Bình Bonsai xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bình Bonsai hôm nay đã có mặt tại Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 3 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Anh em cứ ngắm bình tĩnh, xem có dinh được cây nào về thì cứ dinh. Đấy. Đây là một cây cần thăng này, u cục, dáng này là dáng thác đổ, vừa là thác đổ vừa là hoành. Đây là một cây nguyệt quế này. Chào bác nhé. Triển lãm bên này tổ chức đến ngày bao nhiêu thì là bế mạc nhỉ bác nhỉ? 15 ạ. Và còn 5 ngày nữa. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Đây là một cây mai. Vâng, đây là hàng trưng bày ạ. Bày nhưng mà vẫn bán. Và có rất nhiều tác phẩm. Đây là một cây mai chiếu thủy lu gò công. Cây này là cây lá nhỏ. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy. Kiểu dáng này là kiểu dáng của Nhật Bản này. Cây rất u cục. Đẹp. Đây của chủ nhân gì đây? Nguyễn Thành Trung. Nguyễn Thành Trung này. À, qua này thì để xem cái Hoàng Long cái này, câu của Hoàng Long này. Nói chung là triển lãm năm nay thì hội tụ rất nhiều các nhà vườn mang cây đẹp về đến đây để trưng bày. Anh Hiệp xem như nào đấy, xem dinh được cây đấy về thì dinh này. Đấy, anh đang ưng tác phẩm này rồi, quý vị và các bạn nhìn xem anh Hiệp này. Anh đang thích tác phẩm xanh này của chủ nhân nào đây? Kiên Phạm. Kiên Phạm.
Đây là một tác phẩm kiên phạm của câu lạc bộ Hoàng Long. Hoàng Long. Cây quá đẹp luôn. Một tác phẩm xanh Lam Điền. Cây rất đẹp. Mày già lắm rồi, không biết là chủ nhân này đã tạo tác được cây này ra được tầm khoảng bao nhiêu năm rồi, nhưng mà nói chung là rất già. Đấy, anh Hiệp mà anh đang thích một tác phẩm xanh đây. Anh alo, anh nhấc máy anh điện hỏi xem chủ nhân xem ra giá bao nhiêu để anh em mình còn chuẩn bị để xuống. Một cây xanh này là một cây xanh quê anh ơi. Một tác phẩm xanh quê. Xanh quê thôi nhưng mà có cái dáng rất đẹp và thời gian là cũng đã lâu lắm rồi. Đây là một tác phẩm Tùng La Hán. Cây này cũng rất cổ và đẹp. Rất già, phải nói là rất già. Lá nó cô đọng lại rồi. Tay bông. Chủ nhân làm tác phẩm này rất đẹp. Chậu đẹp. Cây lộc vừng này anh Hiệp này. Đấy, cây lộc vừng này mà dinh về mà đặt ở trước cửa nhà thì phải nói là tuyệt cú mèo rồi. Lộc lá của anh lúc nào cũng đến đấy anh Hiệp ạ. Cố gắng mà dinh về. Cái bể đấy là bể đắp tay đấy anh ạ. Bể đắp tay đấy. Cái này có phải cái ruồi không anh Hiệp nhỉ? Đây này. Đúng không? Đúng ruồi, rất đẹp. Đấy, cái dáng ấy, nó phải là nghệ thuật anh ạ. Tay họ cũng đang làm đây này. Tay vẫn đang còn quấn dây thép đây này. Chắc vừa rồi lật một lớp lá rồi, ra lá lon hết rồi đấy đúng không? Anh Hiệp phải nói là những người rất đam mê cây cảnh. Anh có một cái vườn nhỏ thôi nhưng mà tình đam mê của anh lúc nào cũng cháy bỏng. Cây này là cây si đây đúng không anh? Si búp đỏ. Có đúng si búp đỏ không? Si búp đỏ. Con này cổ lắm rồi nhỉ? Con này vào đá bao năm đây này. Đấy, cái đá này. Quý vị thân... và các bạn nhìn đã ôm đá rất lâu rồi. Thân hóa thạch rồi đấy. Thân hóa thạch rồi đấy. Anh lật cái biển xem chủ nhân nào nào. Vũ Trọng Thoái. Tên là Khoái. Lá cô hết rồi anh nhỉ? Đúng không? Quá cô. Cây mai chiếu thủy này nhìn cũng được anh này. Cây rất đẹp. Đây là một cây này là cây gì? Xanh. Cây này là cây xanh tam đa, thế này là gọi là thế tam đa, một cây xanh quê anh ạ. Nó là cây xanh quê đấy nhưng mà rất là đẹp. Đây là một cây mai chiếu thủy đây này, lá to này, phải nói là triển lãm sinh vật cảnh Lam Sơn thành phố Thanh Hóa 2019 năm nay tổ chức rất là hoành tráng và hội tụ toàn những cây đẹp và đẳng cấp. Quý vị và các bạn ngắm phải nói là rất là hay. Video đã kết thúc tại đây. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.